chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình cái chỗ này là khoảng 300 gram đậu bắp đó các bạn. Sáng nay mình đi chợ rồi mình thấy cái hàng đậu bắp nó tươi á, và những cái quả đậu bắp nó non non, nó xun xun này các bạn. Thế là mình mới mua khoảng 300 gram đậu bắp để bữa nay mình về mình làm một cái món ăn mà bằng đậu bắp mà rất đơn giản nha các bạn. Món ăn của mình là đậu bắp hấp. Rồi khi hấp chín rồi thì mình sẽ chấm với lại chao á. Đây là chao này các bạn. Thì đầu tiên đó là mình rửa sạch đậu bắp nè. Rồi mình sẽ cắt bỏ đầu và bỏ chút cái phần đuôi nha. Rồi mình cắt cái quả đậu bắp ra làm hai nha. Mình mua đậu bắp á, mình lựa những cái quả mà nó xung xung như vậy nè các bạn. Còn mình đừng có mua những cái quả mà nó có những cái hột hột nó nổi lên thì nó già. Mình mua mình lựa những quả này thì nó non đó các bạn. Và mình cứ cắt như vậy cho nó hết cái chỗ đậu bắp này nha. Ở bên này là một cái nồi nước nó đang là sôi nè các bạn. Và mình bỏ cái sừng lên để mình hấp nha. Giờ mình cho đậu bắp vô. Mình rải đều nó ở trên cái mặt sừng hấp này các bạn. Đậu bắp này nó mau chín lắm mà mình không có cần phải hấp lâu đâu. Mình hấp cho nó sôi khoảng cỡ 5 phút thôi. Cho nó chín tới là được nha. Mình để nắp lại để mình hấp. Trong thời gian mà mình chờ hấp đậu bắp khoảng 5 phút là nó được á, thì trong thời gian này là mình làm chao nha. Chao mình đã cho ra ngoài nè. Chao này là nó cũng để lâu rồi á, thì nó ngon đó các bạn. Vì nó mùi lắm các bạn. Mình đánh nhuyễn chao ra. Thì cái phần chao này là khoảng cỡ 2 muỗng. Cỡ 2 muỗng này á, thì mình sẽ sử dụng là 2 muỗng đường cát nha. Nghĩa là một chao và một đường á các bạn. Mình đánh cho nó đều và cho nó tan cái đường cát nha. Vì chao thì nó mặn, nó hơi mặn mặn cay cay, mình cho đường vô nó ngon. Nó sẽ làm cho nó bớt cái độ mặn. Nhiều khi vậy chứ cái món chấm mà nó cũng ảnh hưởng cho cái món ăn nhiều lắm các bạn. Bình thường thì đậu bắp thì nó mình ăn không thì nó khó ăn, chứ mình chấm với chao mà mình làm như vậy ăn nó rất ngon đó các bạn. Rồi khi mà mình đánh nó đã tan rồi thì mình cho phần tỏi bằm, phần ớt bằm luôn, và mình lại đảo đều lên. Như vậy là mình đã có được một chén chao để một lát nữa mình hấp đậu bắp chín á, là mình chấm chung với đậu bắp rất là ngon này các bạn. Khi mình hấp cái đậu bắp của mình được khoảng 5 phút rồi các bạn, thì đậu bắp của mình là được rồi các bạn. Mình không cần phải hấp mềm lắm, nó chín tới là tốt rồi nha. Rồi mình sử dụng cái dĩa này này các bạn, mình cho đậu bắp ra. Những cái quả đậu bắp nó có cái màu xanh mướt luôn đó các bạn. Đậu bắp này là một cái món ăn nó rất là dân dã nhưng mà thực ra là tốt cho sức khỏe lắm các bạn ơi. Những người mà lớn tuổi như là hai vợ chồng mình á, thì ăn đậu bắp nó tốt cho xương khớp này, đầu gối không bị đau này. Còn một số người trẻ mà bị bệnh về đường ruột á, như là táo bón á, thì ăn đậu bắp cũng rất tốt này. Mà cái món này làm tuy là nó dân dã, nó đơn giản nhưng mà thực sự ra là nó tốt cho sức khỏe lắm các bạn. Thế là chỉ sau khoảng 10 phút thôi, từ lúc mà mình cắt đậu bắp rồi mình làm chao rồi mình hấp, thế là khoảng 10 phút thôi là mình đã có được một dĩa đậu bắp hấp chấm với lại một chén chao
tỏi, ớt và đường rất là ngon này các bạn. Mến chào các bạn nha.